Cùng chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Antony Blinken làm Ngoại trưởng Mỹ thứ 71. Ông đặt mục tiêu xây dựng lại các liên minh bị rạn nứt sau thời nước Mỹ trên hết của ông Trump. Theo New York Times, ông Blinken, 58 tuổi, chủ trương đối ngoại trung dung và được Thượng viện phê chuẩn với số phiếu 78-22 sau phiên chất vấn không quá gay gắt. Vị cố vấn lâu năm của ông Biden trước đó đã cho biết sẽ đảo ngược một số chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời ông Trump. Đáng chú ý, ông Blinken nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong phiên điều trần vào tuần trước rằng ông Trump đã đúng khi có giọng điệu cứng rắn với Trung Quốc và định hướng đó nhiều khả năng sẽ được duy trì. Được biết, ông Blinken thừa hưởng một bộ ngoại giao mà trong đó tinh thần làm việc của đội ngũ đã đi xuống do số lượng nhân sự bị cắt giảm mạnh thời ông Trump. Nhân sự của Bộ Ngoại giao đã giảm 1.000 người so với khi ông Blinken rời bộ này vào năm 2017. Khác người tiền nhiệm Pompeo vốn thường có giọng điệu gay gắt, ông Blinken là một chiến lược gia lịch thiệp, lớn lên ở New York và Paris, là con và cháu của các đại sứ Mỹ. Ông Blinken cũng mới làm cha, ông và vợ, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, có hai con nhỏ ở nhà.